Thưa quý vị và các bạn, tia phóng xạ dù là có trong tự nhiên hay do con người tạo ra trong môi trường đều có những tác động nhất định đến sức khỏe của con người. Nếu không có sự hỗ trợ của những thiết bị chuyên dụng, con người không thể nào quan sát được sự chuyển động của các hạt phóng xạ. Xuất phát từ hạn chế này, hai em học sinh Phạm Trần Bảo Khang và Nguyễn Thanh Hải của trường Trung học phổ thông Đơn Dương, huyện Đơn Dương đã nghiên cứu chế tạo ra thiết bị quan sát chuyển động của các hạt phóng xạ với chi phí cực kỳ thấp. Xuất phát từ câu chuyện không có hồi kết về các nhà giả kim thuật ở thời Trung Cổ, khi họ cố gắng biến đổi nguyên tố hóa học này thành nguyên tố hóa học khác để sản xuất ra các kim loại quý. Hai em Phạm Trần Bảo Khang và Nguyễn Thanh Hải, học sinh lớp 10, trường Trung học phổ thông Đơn Dương, huyện Đơn Dương, đã cùng nhau tra cứu tài liệu liên quan để làm rõ vấn đề. Từ đó, hai em đã làm quen với những khái niệm phóng xạ, sự biến đổi của hạt nhân nguyên tử. Thế nhưng, để quan sát được sự biến đổi này mới chính là bài toán mà hai em cần tìm lời giải. Tụi em mới thắc mắc là có thể biến đổi chất này thành khác hay không. Nên chúng em mới tiến hành là nghiên cứu về cái lĩnh vực này. Sau khi nghiên cứu thì chúng em mới biết là không thể được. Tại vì cái năng lượng để tách các hạt nhân nguyên tử ra thì rất là lớn. Mà chúng con người ta thì không tìm ra được đâu ra mà cái năng lượng đó được. Tìm hiểu từ từ thì chúng em lại đam mê. Rồi từ đó nó lại dẫn dắt chúng em đến là cái phóng xạ. Nghĩ là làm, sau khi nhận được sự tư vấn, hướng dẫn của giáo viên bộ môn cùng các chuyên gia trong ngành vật lý hạt nhân, Bảo Khang và Thanh Hải đã bắt tay nghiên cứu chế tạo ra thiết bị phục vụ cho việc quan sát chuyển động của các hạt phóng xạ. Chỉ với những vật dụng đơn giản, dễ tìm như hộp nhựa, đĩa nhôm, cồn, đá khô và nguồn phóng xạ tự nhiên từ than đá, đá vôi hay sa khoáng. Sau 7 tháng miệt mài nghiên cứu, đề tài của Bảo Khang và Thanh Hải đã cho phép con người quan sát quỹ đạo chuyển động của các hạt phóng xạ bằng mắt thường, chỉ với tổng kinh phí gần 150.000 đồng một bộ thiết bị. Sản phẩm nghiên cứu do hai em làm ra không chỉ có thể ứng dụng trong trường học mà còn giúp con người kiểm tra phóng xạ tại môi trường đang sinh sống. Trong cái lúc làm cái đề tài này thì bọn em cũng gặp khó khăn ở là đá khô thì không có tại địa phương của chúng. Thì chúng em tiếp tới là để hoàn thiện cái bộ đề tài này thì chúng em sẽ tiếp tục nghiên cứu một vật liệu làm khác để có thể thay thế được đá khô và có ở địa phương. Đề tài nghiên cứu chế tạo ra thiết bị quan sát chuyển động các hạt phóng xạ của anh em Bảo Khang và Thanh Hải đã vinh dự nhận được giải nhì trong cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm 2015. Thành tích này thêm một lần nữa khẳng định giá trị thực tiễn của đề tài, đồng thời đánh giá cao quá trình nghiên cứu, tìm tòi của hai em học sinh, tuy tuổi nhỏ nhưng có những ý tưởng không hề nhỏ. Qua cái đợt thi rồi về khoa học kỹ thuật á, thì có hai em đạt giải nhì toàn cuộc cấp quốc gia khu vực phía Nam. Thì mình cũng mong sao những năm tới mình cũng tuyên truyền đến cho rộng rãi trong toàn trường để cho một số học sinh đó mà có thể là biết được những cái cuộc thi như thế này. Còn một số em mà đăng ký đúng lĩnh vực nào thì nhà trường cũng phân công giáo viên đúng chuyên môn để hướng dẫn các em. Với thực trạng lượng phóng xạ trong môi trường đang có chiều hướng tăng lên, đồng thời việc đưa các thiết bị chứa nguồn phóng xạ vào sử dụng trong các lĩnh vực công nghiệp, y tế, nghiên cứu đào tạo ngày càng nhiều, thì sản phẩm từ đề tài nghiên cứu của Bảo Khang và Thanh Hải càng mang tính ứng dụng thực tế cao. Tin rằng bằng niềm đam mê sáng tạo, tinh thần ham học hỏi và không ngại khó khăn của Bảo Khang Thanh Hải nói riêng và của các em học sinh nói chung, sẽ có ngày càng nhiều những ý tưởng sáng tạo phù hợp với điều kiện địa phương Lâm Đồng và có tính ứng dụng cao vào thực tiễn đời sống.